Hello, xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay con giới thiệu đến cô chú và anh chị cây Morris Dup 20. Cái này thì mặt còn khá là đẹp, chỉ bị chảy xước, lưng hông cũng vậy. Cái này thì ngoại hình thì khá đẹp, khóa thì vẫn khá là tốt mọi người. Cái này chỉ bị chảy xước thôi. Đây, một vết ở trước mặt đây, cả một vết sau lưng đây. Cái này đẹp em bán 3 triệu 2, còn chảy xước như này em thanh lý giá 2 triệu 2 mọi người. Em ra hàng trên toàn quốc. Cái này có tin chỉnh cần nha. Mời mọi người cùng lắng nghe âm thanh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người một ngày mới thật là tốt lành.